Xin chào các bạn. Đây là cái cách để chế biến gọi là lươn xào chuối. Đấy các bạn thấy đập đập dập thế đấy và xẻ ra. Đấy các bạn thấy không? Đấy. Các bạn thấy không? Đây con lươn làm sạch rồi. Đúng không? Bắt đầu chặt đuôi này. Đấy. Đập cho nó bằng. Đấy không? Bên này cũng thế. Đấy. Thái nhỏ lên. Đấy, thấy không? Rất đẹp. Tiếp tục này. Các bạn cắt đuôi này. Đập đập bằng lên. Đấy, ôi giời ơi. Ok. Ôi thật.